Vòng điều hòa huyết áp S Nhật Bản hiện đang là sản phẩm bảo vệ sức khỏe được ưu dùng ở rất nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Nhiều người khi có ý định mua vòng điều hòa huyết áp S Nhật Bản thường thắc mắc không biết vòng ổn định huyết áp này có hạn sử dụng trong vòng bao lâu thì hết hiệu quả để có thể thay mới dùng cho có hiệu quả. Như các bạn đã biết vòng huyết áp có tác dụng hỗ trợ cho những người bị bệnh huyết áp, bệnh tim mạch, người say tàu xe, người đang trong quá trình phục hồi sức khỏe là rất tốt. Tuy rằng tác dụng này không phải là hiệu nghiệm 100% nhưng nó cũng hỗ trợ người sử dụng phần nào từ việc ổn định tâm lý khi sử dụng vòng cho đến hiệu quả thực tiễn khi sử dụng vòng đem lại cũng lên đến 70. 80%, vòng huyết áp Nhật Bản Spip Magu Nerupu mẫu mới 2018, tác dụng chính của vòng điều hòa huyết áp S Nhật Bản, khi sử dụng vòng điều hòa huyết áp sẽ làm cho huyết áp của bạn luôn cân bằng ổn định công dụng cụ thể như sau điều hòa ổn định huyết áp chống đau cứng vai cổ khi đi tàu xe đeo rất tốt vì vòng này tuần hoàn máu rất tốt nên không gây ra cảm giác chóng mặt say xe vòng đeo ở cổ chịu nước nên khi tắm không cần tháo ra vòng bức xạ từ nên không mang nó lại gần các thiết bị chứa từ tính như thẻ từ đĩa mềm vậy vòng điều hòa huyết áp s của nhật dùng được trong bao lâu vòng huyết áp s nhật bản có tác dụng ổn định huyết áp bằng các hạt từ tính được đặt bên trong vòng theo thời gian thì những hạt từ tính này cũng bị giảm đi từ tính của nó làm cho chức năng ổn định huyết áp trên người bệnh theo các nhà khoa học nghiên cứu thì sau 3 năm thì từ tính của vòng sẽ bị giảm mạnh và không còn tác dụng nhiều trong việc hỗ trợ ổn định huyết áp cho người sử dụng. Theo lời khuyên của các bác sĩ khi sử dụng vòng ổn định huyết áp sau 2 năm bạn lên thay vòng huyết áp mới với những người bị bệnh cao huyết áp ở mức độ nặng còn những người bị huyết áp tăng cao nhưng ở mức độ thấp thì đến năm thứ 3 bạn cũng nên mua vòng mới để sử dụng giúp đảm bảo sức khỏe tốt hơn phòng chống nguy cơ đột quỵ đến bất ngờ. Sử dụng vòng điều hòa huyết áp S Nhật Bản như thế nào? Cách sử dụng vòng điều hòa huyết áp Nhật Bản này tương tự như đồ trang sức thông thường, cụ thể là giống với dây chuyền hay vòng cổ. Bạn có thể sử dụng mỗi ngày với thời lượng 24 phần 7, thậm chí là khi đi tắm, không tháo ra cũng không có ảnh hưởng gì đến sức khỏe cũng như hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Nguyên nhân là do sản phẩm này không thấm nước, chiều dài trung bình xung quanh cổ của phụ nữ Nhật Bản là 35cm, đàn ông 41,5cm. Thông thường sự lựa chọn cho phụ nữ là 45 cm và 50 cm đối với nam giới. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đeo rộng có thể chọn kích thước 60 cm hoàn toàn không có sự khác biệt về tác dụng ở các kích cỡ. vòng điều hòa huyết áp S Nhật Bản mẫu mới 2018 size 45, 50, 60 màu đen, với thân hình cân đối thì dưới 60 cân, dùng vòng 45 cm từ 60 cân tương đương 75 cân, dùng vòng 50 cm trên 75 cân, dùng vòng 60 cm để tránh trường hợp một số vật liệu tác động lên tính năng của vòng, lõi của vòng là nam châm từ tính. Vì vậy, nếu tháo vòng điều hòa ra thì bạn không nên để gần các vật như đĩa mềm CD, đồng hồ. Tuyệt đối không sử dụng chung với các vật liệu điện tử, đặc biệt là những bệnh nhân đang cần sự can thiệp của các thiết bị y tế, ví dụ như máy trợ tim, hay dịch não tủy săn thức. Phụ nữ đang mang thai, vừa mới sinh con cũng nằm trong danh sách đen không được đeo vòng điều hòa này. Nếu bạn đang dùng các loại thuốc như kem dưỡng, bình xịt hoặc miếng dán cũng không kết hợp với vòng điều hòa trong trường hợp thuốc dính vào vòng các đặc tính của thuốc có thể bị thay đổi hãy nhớ vòng điều hòa huyết áp chỉ hỗ trợ luân chuyển máu tốt hơn hỗ trợ giảm thiểu tắc nghẽn mạch máu chứ không thể trị dứt hoàn toàn bệnh về huyết áp được do đó vẫn nên sử dụng vòng điều hòa huyết áp kết hợp với các phương pháp y học để điều trị bệnh